cho hỏi ví dụ như đến lúc mà mình trả hết nợ rồi cô có còn làm tiếp cái nghề này nữa không hay là sao không cô? Cô cái nghề này cô bán rau rồi mà cô mắc nợ hoài. Cô dạ. có giấy mẹ là cho cô trả giấy mẹ không độ cho cô trả hết mấy đồng nợ rồi cô không bán nghề này nữa. À, cô, dạ. cô sẽ chuyển nghề khác bán. Cái nghề nào đừng phát sanh cô sẽ bán những món khác. Nhưng mà mai mốt là cô sẽ bán tỏi đu đủ với tụi con cũng ăn nước mắm ngon lắm. Đủ tôm đặt tới con. Dạ. Đó mọi người ơi, cô muốn nói là trước khi trả nợ xong á. Cho cô trả nợ xong dư được một số vốn. Theo lời hứa của nguyện của mình, lời nguyện của mình. Ước nguyện của mình khi được thành công trả hết nợ dư được số vốn. Là mình đổi nghề liền. Không, xong trả hết nợ dư được số vốn. Dạ. Cô cũng được 200 mấy chục ký ốc mà để tạ ơn khách hàng không lấy tiền dạ chấm dứt nghề ốc giải nghề nghề ốc luôn giải nghề nghề ốc là xong là mình chuyển hướng nghề khác luôn cô ha. Dạ. Nhưng mà vẫn không quên cái nước mắm thần thánh của cô. Ơi lúc đó ai đặt nước mắm cô bán á. Dạ cô vẫn bán nước mắm mà cô không có bỏ nước mắm đâu. Nhưng mà tại bây giờ cực quá không, không có thời gian làm quá ha. Thời gian bây giờ khách cũng đặt nhiều lắm nhưng mà cô bán ốc chưa xong thời gian cho đặt nước mắm. Mà giờ bán nước mắm xong mắm hết rồi ốc thì sao? Ăn ốc là nhà nước mắm mà hết nước mắm rồi là khỏi ăn ốc luôn. Hết mắm má cô nhìn cô nha. Mệt quá. Sáng cười với con. Sáng giờ cô ăn được gì chưa? Có ăn được ngọt bánh nước, ghi phải đá. Là xong tới giờ luôn hả cô? Cháu trẻ. Uống đi. Cháu trẻ bao ly cô phải đá. Vậy được rồi. Làm cực mà được cháu trẻ bao cho uống nước là được rồi. Quá trời vui. Cực khổ mà có cháu trẻ bao uống nước là quá vui luôn. Chào các con. Đây uống chai trẻ giận à. Đang chú mua cho con mà không mua cho chú đâu. Đây chai trẻ này mua nè. Chai trẻ mua nó không muốn con chai trẻ giận nè. Uống cho nó tỉnh là đó, uống cho tỉnh rồi bán không được. Quay chương trình cảm ơn. Vẫn còn mua cà phê đá chú. Các con thấy nhà cô không? Dạ nhỏ nhưng mà sạch. Nãy con bước vào rồi là đồ đạc đâu đó là gọn gàng hết sạch sẽ. Nhà cô nó nhỏ nhưng mà rất là lộn mặt tới đâu là cô gì đó với nhờ chầm chấm cho cô rồi qua phủ dùm cho cô. Dạ. Dạ đúng rồi cô. Vậy con mới tranh thủ dặn để trả nợ thôi chứ không phải là con chờ thôi nhưng mà người ta coi người ta có thấy đâu đó quay đâu duyên nợ trời định thích đâu giả đó. Cô được mấy người con cô? À hai thằng trai có vợ ở duyên rồi con. À cũng muốn nhà ở duyên có hai đứa ba đứa cháu nội. Dạ à, vậy cũng được rồi. Vậy là cô chú giờ là chị trả nợ chứ đâu có lo con cái gì nữa. Đó đi chưa? Hết muốn có vợ. Em trai này muốn lấy vợ mà nghe chú nói một câu đó nó sợ luôn rồi đó. Thì các bạn thấy không? Bây giờ là chú lại tiếp tục cô quét dọn nữa nè cả nhà mình. Rảnh tay ra là chú quét dọn liền. Ai gọi về đại ca ơi. Bây giờ là có mối luôn rồi ha. Thank you.
tới khi mà nấu ốc xong á là cô đều chà rửa sạch sẽ cái nồi cho cả nhà nha. Đem ốc về vô con cua rửa nhà con ơi. Giờ này cũng 12 giờ rưỡi rồi cô à, ba nồi nữa là kịp đi ra bán luôn. Cho 2 giờ mấy, 2 giờ rưỡi cô ra. 2 giờ rưỡi cô ra đi, cô còn nghỉ ngơi nữa. Không biết có nghỉ được không nữa hay là chỉ kịp tắm sạch cái là đi liền luôn. Chị dễ thương. Đâu kịp nghỉ. Nghỉ gì chê, kiếm tiền trả nợ nghỉ làm gì vậy? Trời ơi. Tụi con. Dạ. Tụi con đánh cho cô trả nợ nghỉ làm chi? Kiếm trả nợ dưỡng già. Đó là ước ao của cô hiện tại giờ. Ê, chào cô. Dạ cô có thể cho con hỏi tí xíu luôn cô. Nói đến đi. Đến ngày hôm nay á là cô trả được được bao nhiêu phần trăm của số nợ rồi cô? Chưa biết, tại ngày nào cô cũng góp, người này người kia cũng góp đều chứ không phải là trả. À, nói chung là mỗi ngày là mình đều góp đều đặn cho nên mình cũng chưa biết được nó là bao nhiêu cô ha.